Rồi clip này thì chúng ta phân biệt giữa măng cá giữa tấm tư, măng cá tấm tư, cha ly tấm tư với măng cá của cha ly đèn tròn tấm mốt đời đầu. Hai con này nó có thể xài chung được nha các bạn, tại vì nó xài chung hai cục IC, nhưng mà điểm khác nhau là thứ nhất là này nó vuông, các bạn thấy nó vuông cạnh cái chụp qua lăng nó vuông, còn cái chụp này nó tròn ha. Chữ Honda khác nhau giữa hai cái tem, tem này nó có cái viền ở đây nhỏ hơn, còn đây bự hơn. Chứ mình là da bằng này là in thẳng, còn đây in cong cầm theo qua lăng ha. Những cái chi tiết bên ngoài thì nó vuông hết, các bạn thấy nó vuông cạnh vuông vuông hết, còn đây là bầu tròn tròn, đây là dành cho đèn tròn thì nó tròn hết, còn đèn vuông thì nó vuông hết. Rồi chi tiết thứ ba là ở đây nó có cái cục gù lên, cái đường gù xương sống lên đó, đường gù lên, nó gù lên giống như cái nón ở đây đó, đó là chi tiết phân biệt của măng cá của tấm tư đèn vuông với măng cá tấm mốt đèn tròn. Nếu các bạn quen rồi các bạn nhìn vô các bạn sẽ phân biệt được, chứ các bạn nhớ đặc điểm. Đây là mặt tiền bên trong, bên trong thì khá là giống nhau ha, tại vì nó xài IC thì qua lăng mâm lửa giống nhau, chỉ có bên ngoài là nó khác nhau thôi. Cái độ cao giữa này với này và khoảng cách, nói chung những cái chi tiết bên trong là giống nhau hết, máy là giống nhau, chỉ có cái mặt bên ngoài là nhà sản xuất người ta làm khác để mình phân biệt được đời nào là cha ly đèn tròn, đời nào là cha ly đèn vuông thôi. Còn măng cá thì chúng ta xài chung được, nhưng mà đối với những người kỹ tính thì ví dụ như xe tôi đèn vuông thì tôi phải gắn cái cha ly này, măng cá này, còn xe tôi đèn tròn là cái này, tấm mốt thì cái đồng hồ của nó vuông, cái pha đèn nó vuông, nhưng mà đồng hồ nó vẫn còn tròn, nó giống như thằng 80, nhưng mà đèn xi nhan nó lại vuông giống 84, 81 nó lưỡng tính này, còn đối với thằng 84 này thì nó vuông hết đó. Đó thì cách phân biệt giữa hai cái măng cá của Charlie 81 đèn tròn, 80 đèn tròn với lại 84 đèn vuông nha. Mình là Ken Ken, mình chuyên sơn sửa tân trang các loại xe cấp cho Charlie ha. Mình chỉ chuyên các dòng xe cấp cho Charlie và cũng chuyên bán phụ tùng xe cấp và Charlie các loại các đời xe cấp. Nếu các bạn có nhu cầu mua phụ tùng xe cấp có thể liên hệ với mình, có nhu cầu sửa lại chiếc xe cấp của mình hoặc là dọn lại theo một cái phong cách mới cũng có thể liên hệ với mình. Rồi tất cả mọi nhu cầu liên quan tới xe cấp thì Charlie các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0982116306 hoặc có thể qua địa chỉ 5/6 đường số 10, khu phố 2, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Và đầu đường của cái con hẻm đường số 10 nó là 208 quốc lộ 13 Bình Triệu, nó ngay sau lưng siêu thị Co Mắc Bình Triệu. Hoặc các bạn có thể lên Google search siêu thị Co Mắc Bình Triệu, bạn qua đó alo cho mình dẫn bạn vô. Và lưu ý là trước khi các bạn qua, các bạn nên gọi trước cho mình, tại vì mình hay đi ra ngoài giao đồ, giao xe, rồi đi lấy xe các bạn, rất nhiều thứ. Thì bạn nào trước khi qua gặp mình trao đổi sửa xe hay là tăng trang xe hay mua xe hay mua phụ tùng thì các bạn nên gọi trước cho mình nha, 0982116306. Xin cảm ơn tất cả các bạn.